chiều nay bơi rồi, giờ không bơi nữa. Hồi chiều bơi rồi. Thôi đi vô, đi vô, đi vô con. Đi vô. Đi vô đây với mẹ nè. Hồi chiều con bơi rồi. Mai chơi bơi tiếp nha. Mai cho con bơi tiếp nha. Đi vô đi con. Ừ. Bơi đẻ ha. Hồi chiều bơi đẻ ha. Ừ. Ừ vậy hả? Bơi đẻ lắm hả? Ừ. Con bơi làm sao? Con bơi như thế nào? Con chỉ cho mẹ đi. À bơi vậy đó hả? Thôi bây giờ đi vô đi. Min nè, Min ơi. Bây giờ đi vô nha. À bơi vậy đó hả? Trời ơi, đẻ chưa? Trời ơi. Bơi vậy luôn. À bơi vậy luôn á hả? Trời ơi, cúi xuống bơi vậy luôn. Rồi tay để làm sao? Tay bơi như thế nào? À tay bơi vậy luôn á hả? Trời ơi, giỏi quá. Trời ơi, Min bơi giỏi vậy đó. Ừ. Bơi lại mẹ coi đi. Chị mẹ bơi á. Chị mẹ bơi sao? Ờ. Ừ. Rồi bơi ngửa sao? Bơi ngửa sao? Bơi ngửa đầu ra sao? Bơi ngửa đầu sao? Thôi đứng lên, đứng lên. Đứng lên Min à. Đứng lên. Ừ. Thôi nha, không có xuống nè. Mai rồi bơi tiếp. Giờ đi vô đi, tắm xong rồi. Nè. Rớt xuống nước bây giờ đó. Cái mông kìa. Trời, đứa nào không mặc quần kìa. Đứa nào không mặc quần mà đi đứng ra ngoài đường vậy. Ừ, đi vô. Mai mẹ cho bơi tiếp. Nè. Đưa tay mẹ dẫn vô. Rồi bước xuống. Đi vô nha, mai con bơi tiếp nha.